chào các bạn. Một trong những vùng ngoại ô đáng đồng tiền nhất ở Sydney, nhà ở có giá cả phải chăng, giao thông công cộng hoàn hảo, hệ thống xe điện và xe bus vô cùng thuận lợi. Nhà ga xe điện có nhiều dịch vụ thường xuyên hơn hầu hết các vùng ngoại ô quy mô nhỏ khác trong khu vực, và thường có các chuyến tàu tốc hành đến trung tâm thương mại thành phố mà những nơi khác thiếu, đó là Kempsey. Nghe qua thật ấn tượng cho các bạn mới đến nước Úc ha. Vậy mời các bạn cùng cô ba dạo quanh Kempsey để tham quan thị trấn này nha. Kempsey là một vùng ngoại ô ở tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Nó nằm cách khu thương mại trung tâm Sydney 11 km về phía tây nam, trên bờ nam con sông Cooks. Kempsey là một trong những trung tâm hành chính của thành phố Canterbury, Bankstown. Kempsey được đặt tên theo giáo xứ Kempsey ở Stirlingshire, Scotland. Người Úc bản địa đã sống ở khu vực này hàng ngàn năm. Năm 1770, vùng đất dọc theo con sông Cooks được khám phá bởi các sĩ quan từ H.M. Parkendever. Kempsey có sự kết hợp của các khu dân cư ngoại ô, bán lẻ và phát triển công nghiệp nhẹ. Trung tâm mua sắm chính nằm dọc theo đường Beamish, gần ga xe điện Kempsey và các đường phố xung quanh. Trung tâm Kempsey là một trung tâm mua sắm nằm giữa phố Amy và phố Evelyn. Nó có các siêu thị, cửa hàng bách hóa giảm giá, nhiều cửa hàng đặc sản, quán cà phê và thư viện, với khá nhiều lựa chọn về cả cửa hàng nhỏ hơn và các siêu thị, bao gồm cả siêu thị hàng tiêu dùng Big W. Các địa điểm để mua đồ gia dụng, sản phẩm tươi sống và những thứ tương tự. Ghé qua Woolworth gần đó và Coles xuống phía công viên Clapton, cũng như các dịch vụ quy mô lớn hơn dọc theo đường Canterbury, và có nhiều lựa chọn để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn cũng như mua sắm quy mô lớn hơn. Điều đó cũng rất tốt vì Kempsey cần đa dạng hàng hóa và sự cạnh tranh để phục vụ dân số ngày càng tăng ở nơi đây. Các khu phát triển thương mại và công nghiệp nhẹ chạy dọc theo chiều dài của đường Canterbury. Các đường phố của Kempsey nhìn chung khá xanh tốt và rợp bóng bên ngoài các khu vực giao thông đi bộ chính, với cả những cây kiểu Sydney thông thường và cả những hàng cây cọ ngẫu nhiên được phân bố dọc theo nhiều con đường khác nhau. Ấn tượng là sự đi lại khoảng 25 phút vào trung tâm thương mại thành phố Sydney, trong khi cư dân vẫn có cơ hội sống trong không gian có giá cả phải chăng, là một điều khá hiếm ở Sydney ngày nay.
Kempsey cũng yên bình ở một số khía cạnh và ồn ào những khía cạnh khác. Đây là một vùng ngoại ô nổi tiếng dành cho các gia đình. Do tập trung nhiều trường học, cả trong và ngoài ranh giới, và nó vẫn thể hiện giá trị khá tốt cho những người đang tìm kiếm một ngôi nhà độc lập mà không sống cách xa trung tâm thương mại thành phố Sydney phồn vinh. Kempsey cung cấp rất nhiều lựa chọn với nhà ở đa dạng và phong phú, đáp ứng hầu hết các tình huống cuộc sống và mức ngân sách của các gia đình. Thường nằm ngay cạnh nhau, trong khi có nhiều ngôi nhà lớn hơn và ấn tượng, chủ yếu nằm rải rác khắp phía bắc của nó, thì nó lại có rất nhiều đơn vị xây bằng gạch cũ, có tầng thấp và tầng trung bình. Không có công trình xây dựng cao tầng nào để nói đến, và kết quả là vùng ngoại ô được có cảm giác thoáng hơn và ít bị che khuất hơn so với một số khu vực phát triển hiện đại hơn của các vùng ngoại ô Sydney. Trong cuộc điều tra dân số vào năm 2021, có 26.132 người ở Kempsey. Tổ tiên được báo cáo phổ biến nhất là người Hoa, chiếm 34.5%. Người Nepal 9.6%, người Anh 7.1%, người Úc 6.2% và người Liban là 5.5%. Trong đó, 28.6% người dân được sinh ra ở Úc. Các quốc gia có tỷ lệ sinh phổ biến tiếp theo là Trung Quốc 20.4%, Nepal 9.2%, Malaysia 4.1%, Việt Nam 3.6% và Philippines là 2.9%. Cư dân sống ở Kempsey, 20% người dân chỉ nói tiếng Anh ở nhà. Các ngôn ngữ khác được nói ở nhà bao gồm tiếng Quang Thoại 21.5%, tiếng Nepali 9.2%, tiếng Quảng Đông 8.6%, tiếng Ả Rập 5.1%, tiếng Việt 3.9%. Về vấn đề tôn giáo thì 31.7% là không tôn giáo, Công giáo chiếm 16.2%, Phật giáo 11.1%, và Ấn Độ giáo là 10.7%. Kempsey nói chung được trang bị khá đầy đủ về tiện nghi. Đây là một quận đa văn hóa, tạo ra rất nhiều lựa chọn trong ẩm thực nơi đây, với rất nhiều nhà hàng địa phương phục vụ nhiều món ăn, chủ yếu là châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc. Có nhiều cửa hàng tạp hóa phía đông và siêu thị quy mô nhỏ rải rác khắp nơi, cũng như các tiệm bánh, cửa hàng cá tươi và nhiều mặt hàng liên quan đến thực phẩm khác. Nhưng không có nhiều khung cảnh kiểu quán cà phê đường phố hay ăn uống ngoài trời. Liên quan nhiều nhất đến khu vực này của Sydney và tương đối ít quán cà phê nói chung. Tuy nhiên, nó có một vài quán rượu lớn hơn, kiên cố trong khách sạn Kempsey và khách sạn Station House, để lấy đồ uống, đồ ăn, giá cả phải chăng và được xem một số môn thể thao.
cho nên được cái vui chơi bởi đi không nên thế 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 vào thật kì ga xe điện Kempsey nằm trên tuyến Bankstown của mạng lưới xe điện Sydney được khánh thành vào năm 1895 và được điện khí hóa vào năm 1926. Hai đường ray bổ sung đã được đặt để vận chuyển hàng hóa. Phố Pimish chạy theo hướng Bắc Nam trong 1.6 km và được đặc trưng bởi sự phát triển thương mại và bán lẻ trên hầu hết chiều dài của nó. Đường Canterbury là một tuyến đường huyết mạch chính dài 11 km và kết nối các vùng ngoại ô bên trong Sydney với Bankstown và các vùng ngoại ô xa hơn về phía Tây Nam. Kempsey có sự phát triển đáng kể trong những năm gần đây của các công trình xây dựng khu dân cư mật độ cao hơn. Điều này đã làm tăng thêm vấn đề đáng kể với việc đường Canterbury. Con đường vốn đã luôn bận rộn, phải nhận thêm nhiều xe cộ lưu thông trên đường ngoài các đại lý xe hơi, đồ nội thất, cửa hàng và những căn hộ mới bên cạnh những ngôi nhà cũ xuống cấp. Kempsey nói chung cũng bận rộn cả về cư dân và những người thăm viếng. Một trong những lý do chính cho điều này là mức độ tập trung cao bất thường của các dịch vụ y tế. Gần đó là Bệnh viện Canterbury, là một bệnh viện quận nằm trên đường Canterbury. Đây là tuy nhiên, chủ đề tương tự về yêu cầu bảo trì được áp dụng trong nhiều trường hợp ở đây. Kempsey là một trong những nơi có tỷ lệ cao nhất có các khu nhà được dán nhãn địa điểm tái phát triển tiềm năng trong khu vực, và nhiều ngôi nhà gỗ xưa cũ đang cần được chỉnh trang hay đổi mới và bảo trì nghiêm túc, hoặc ít nhất là các bãi cỏ cần được dọn rác và biến đổi thành một không gian đẹp mắt. Đó là một sự tương phản kỳ lạ vì cũng có nhiều đường phố được giữ nguyên hình dạng hoàn hảo. Vì vậy bạn sẽ có một cuộc đụng độ thực sự về phong cách và mức độ tự hào về ngôi nhà thường cách nhau trong vòng một phút. Kempsey là một phần của phường Canterbury của thành phố Canterbury Bankstown, nơi bầu ra 3 ủy viên hội đồng thành phố. Đối với các cuộc bầu cử ở tiểu bang New South Wales, vùng ngoại ô nằm trong khu bầu cử của Canterbury. Thị trấn này bao gồm các vùng ngoại ô xung quanh Canterbury, Erwood, Hurston Park, Croydon Park, phía tây Dunwood Hill, phía đông Belfield và phía bắc Torella. Đối với các cuộc bầu cử liên bang, Kempsey nằm trong khu vực bầu cử của Watson. Trong các cuộc bầu cử tiểu bang và liên bang, cư dân Kempsey chủ yếu bỏ phiếu cho đảng Lao động Úc Châu. Trong những ngày đầu định cư của người châu Âu, đất đai ở khu vực này chủ yếu được sử dụng để canh tác. Các phần phía nam của Kempsey là một phần của điền trang Laycock, kéo dài đến hầu hết
Kingsgrove, khu vực giữa South Kempsey và sông Cooks, được gọi là điền trang của Redmond. John Redmond đã được cấp 100 mẫu Anh, tức là 40 hectare đó các bạn, vào năm 1812. Và sau đó ông mua lại khu vực phía đông, đây là khoảng cấp đất 200 mẫu Anh, tức là 81 hectare cho Thomas Carton vào năm 1817. Tuyến đường sắt được hoàn thành vào năm 1895, khuyến khích phát triển vùng ngoại ô và khiến khu vực này trở nên đông đúc dân cư. Đường dây đi qua khu đất Kempsey Park thuộc sở hữu của công ty đầu tư Anh Úc. Một khu rừng rộng lớn đã được dọn sạch để xây dựng nhà ga trên phố Pimish. Bưu điện đầu tiên được mở vào tháng 4 năm 1900. Sau cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết chương trình. Cô Ba cũng xin mến chúc cho các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt.